Và sau đây là tiết mục trên đường tu học. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe niềm tin qua họa phẩm. Vợ chồng tôi từ khi còn trẻ, luôn luôn là một cặp tình nhân hạnh phúc và là một gia đình được những người trong họ, cũng như hàng xóm láng giềng, tấm tắc khen. Nhưng cách đây vài năm, vợ tôi nhận được một cuốn sách bí quyết tức khắc khai ngộ từ một sư tỷ đồng tu. Từ đó, đời sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Sau khi đọc xong cuốn sách, vợ tôi quyết định tu theo sư phụ và hy vọng tôi cũng theo. Mặc dù tôi có công nhận một phần nào những lời giảng huấn của sư phụ, nhưng tôi không tin vào thượng đế và quan điểm về linh hồn, lại càng không thể nào chấp nhận chuyện tu hành hay chuyện ăn chay, bởi vì tôi là một người thiên về vật chất. Tôi không thể từ bỏ thế giới này và cảm thấy ăn chay trường sẽ ngăn cản tôi không được giao dịch bình thường với bạn bè dòng họ theo nguyên tắc là như vậy do đó vợ chồng tôi bắt đầu có rất nhiều sự bất hòa trong đời sống hôn nhân tôi tìm nhiều cách để ngăn cản vợ tôi không được đi thọ pháp thậm chí tôi còn bỏ sang mấy chục ngàn đồng tiền trung quốc đưa vợ tôi đi một vòng trong nước thưởng thức danh lam thắng cảnh hy vọng rằng vợ tôi sẽ bỏ ý tưởng tu hành nhưng cách đó chẳng ích lợi gì. Về sau chúng tôi điều đình với nhau và đồng ý cho nàng thiền pháp phương tiện. Vì vậy mà nàng đã bị lỡ một cơ hội được truyền tâm ấn. Lúc đó tôi đâu có ngờ rằng nàng sẽ không tòa nguyện với pháp phương tiện và càng nóng lòng muốn được truyền tâm ấn nhiều hơn. Trong khi nàng càng mong mỏi được thỏa pháp, thì sự xung đột giữa chúng tôi cũng càng trầm trọng. Lúc đó tôi vô cùng tức giận như chưa bao giờ tức giận như vậy trong đời tôi nghĩ tới ly dị nhưng lại sợ làm đau lòng nàng và cũng sợ mất đi một người mà tôi vô cùng yêu mến tôi càng cản trở không cho nàng tu hành bao nhiêu thì nàng càng đau khổ bấy nhiêu và sự tức giận càng dâng ngập lòng tôi tôi ghét nàng cứ bám vào môn pháp quán âm tôi ghét sư tỷ kia đã cho nàng quyển sách trách người ấy đã xui khiến làm đời sống chúng tôi không còn hòa khí dù tôi đã dùng đủ mọi cách để ngăn cản vợ không được đi thọ pháp, nhưng nàng vẫn lén sang đại hàng thọ tâm ấn mà không cho tôi biết. Hồi tưởng lại hành vi của mình lúc bấy giờ, thì tôi thấy lúc đó mình thật là vô lý. Một người đàn ông tầm thường là muốn chống chọi quyền năng thượng đế, như một con bọ đang cố gắng cản đường một chiếc xe hơi. Sau khi vợ tôi từ đại hàng trở về, tôi cảm thấy an ổn hơn, bình thản hơn. Tôi bắt đầu tự xét lại hành động của mình, rồi không một thắc mắc, tôi đã chuyển sang trừng chay cùng với nàng và bỏ luôn cả rượu. Đương nhiên, tất cả những thay đổi này có được là nhờ tình thương bao la của sư phụ. Tuy vậy, tôi vẫn không thể tu theo vợ. Sang tháng 6 năm 2002, vợ tôi thỉnh hai bức tranh của sư phụ, Sơn động và Hy vọng. Trong vòng một tuần sau khi đem hai bức họa này về, thì tôi bỗng nằm mộng liên tục đêm này sang đêm khác thấy sư phụ dẫn tôi tới những cảnh giới thật đẹp đáng nhớ nhất là lúc ngài đưa tôi tới một gian phòng nguy nga tráng lệ nhưng chỉ có cột nhà mà không có mái hào quang vàng sáng chói chiếu khắp mọi nơi thật khó cho tôi diễn tả được vẻ đẹp của nó lúc bấy giờ sư phụ hàn huyên với tôi như một người bạn cũ bảo tôi nên cởi mở và không nên chấp nhất Ngài nói rằng ở đời này, mọi thứ đều là do sự lựa chọn của riêng mình, và chúng ta nên sống theo ý muốn của mình. Nghe vậy, tôi bỗng trở nên hoan hỷ, nghĩ rằng sư phụ đã hiểu tôi và đang cho tôi được sự tự do. Vài ngày sau đó, tôi nằm mơ thấy sư phụ đưa tôi đi qua một cái hố đen trong vũ trụ. Nơi đây, hằng hà sa số các vị tinh tú sáng rực bay ngang tôi cảm thấy dường như chúng tôi cùng bay nhanh hơn cả các vì sao đó gấp nhiều lần. Khi đi ngang qua khoảng giữa cái hố đen, tôi thấy một luồng ánh sáng trông giống như trong bức họa, sơn động. Theo sau là ánh sáng trắng chói lọi. Ngôn ngữ con người không thể nào tả nổi cảm tưởng của tôi lúc bấy giờ. Sau đó tôi bắt đầu cẩn thận học hỏi giáo lý của sư phụ và hiểu một cách sâu xa rằng tất cả những gì Ngài nói đều đúng rồi tôi bắt đầu tu pháp phương tiện và được những thể nghiệm tốt trong lúc tòa thiền. sư phụ thường đưa tôi đi tới những cảnh giới đẹp khác nhau và bây giờ tôi hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự. lòng ghét bỏ vợ tôi chuyển sang yêu mến và hai chúng tôi có thể tìm được những đề tài về giáo lý sư phụ để mỗi ngày cùng nhau thảo luận. tôi vô cùng đội ơn sư phụ đã cho tôi một gia đình hạnh phúc hơn trước nữa sư phụ truyền lực lượng và trí huệ của ngài qua bức họa làm thay đổi hoàn toàn sự tin tưởng trước đây của tôi để tôi nhận thức được quyền năng vô sở bất tài của một vị minh sư hiện tôi đang nóng lòng chờ sư phụ truyền tâm ấn cho tôi càng sớm càng tốt